nhà khoa học trẻ nhất Việt Nam, được phong học hàm giáo sư, người Việt đầu tiên được trao tặng các giải thưởng danh giá quốc tế, huy chương Fields, huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, huân chương cao quý nhất của nhà nước Pháp. Huân chương này được Napoleon Bonaparte lập ra ngày 19 tháng 5 năm 1802 để tặng thưởng cho những cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp. Không ai khác, ông là giáo sư Ngô Bảo Châu, niềm tự hào, tấm gương sáng để tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam noi theo. Thời niên thiếu và những thành tích đầu tiên. Giáo sư Ngô Bảo Châu sinh ngày 28 tháng 6 năm 1972 tại Hà Nội. Cha ông là giáo sư tiến sĩ khoa học ngành cơ học chất lỏng Ngô Huy Cần, nguyên chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Cơ học Việt Nam. Mẹ ông là phó giáo sư tiến sĩ Trần Lưu Vân Hiền, công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và là phó hiệu trưởng Trường Y học Cổ truyền Hà Nội. Thời niên thiếu, ông là học sinh trường tiểu học thực nghiệm, sau đó là trường trung học cơ sở Trương Vương. Lên cấp 3, ông theo học tại khối chuyên toán thuộc khoa toán cơ tin học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ. Nay là trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên thuộc trường Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Tư chất thông minh, được gia đình nuôi dưỡng trong môi trường trí thức cùng các thầy cô giáo giỏi, tận tâm là những nền tảng lý tưởng giúp cho vị giáo sư đáng kính của chúng ta gặt hái được những thành công đầu tiên vô cùng ấn tượng. Cụ thể, trong 2 năm liên tiếp, năm 1988 và năm 1989, khi đó, đang theo học lớp 11 và 12, ông được cử tham dự kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế IMO lần thứ 29 và 30 tại Australia và Cộng hòa Liên bang Đức. Ông đã trở thành học sinh Việt Nam đầu tiên giành 2 huy chương vàng IMO với điểm số tuyệt đối 42/42. Đây là một dấu mốc tuyệt vời giúp Việt Nam được ghi danh trong các cuộc thi quốc tế. Duyên kỳ ngộ với nước Pháp, trở thành giáo sư ở tuổi 33. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông với những thành tích vô cùng nổi bật, Ngô Bảo Châu dự kiến sẽ theo học ở Budapest. Nhưng sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu, chính phủ mới của Hungary đã ngừng cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam. Sau khi đến thăm cha của ông, Paul Germain, thư ký của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, đã sắp xếp cho ông sang Pháp du học. Có thể nói, đây là bước ngoặt học thuật quan trọng, tạo tiền đề thành công trong tương lai của ông trên con đường trở thành nhà khoa học mang tầm vóc quốc tế. Dù được chính phủ Pháp cấp học bổng để theo học hệ đại học tại Đại học Paris 6, nhưng ông đã chọn theo học tại trường sư phạm Paris trong 2 năm, từ năm 1992 đến năm 1994. Đây là ngôi trường vô cùng danh giá, nơi chỉ số ít người Việt Nam theo học từ xưa đến nay như các ông Hoàng Xuân Hãn, Lê Văn Thiêm, Trần Đức Thảo. Ngay sau khi hoàn thành chương trình cử nhân tại trường, ông đã tiếp tục theo đuổi con đường học thuật của mình khi trở thành sinh viên cao học và nghiên cứu sinh tại trường Đại học Paris 11 với sự hướng dẫn và bảo trợ của giáo sư Gerard Lomond. Ngay sau đó là những cột mốc vô cùng quan trọng cho cuộc đời giáo sư Ngô Bảo Châu. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ vào năm 1997, trở thành nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS từ năm 1998, lấy bằng tiến sĩ khoa học vào năm 2003 và sau đó được bổ nhiệm làm giáo sư toán học tại trường Đại học Paris 11 vào năm 2004. Một năm sau đó, năm 2005, ở tuổi 33, giáo sư Ngô Bảo Châu đã chính thức được phong hàm giáo sư, trở thành vị giáo sư trẻ tuổi nhất tại Việt Nam. Video này được tài trợ bởi Sababa Property Mall, kênh thông tin địa ốc đa ngôn ngữ hoạt động trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Link truy cập Facebook Sababa Property Mall nằm trong phần mô tả. Sự nỗ lực không ngừng và huy chương Fields danh giá. Không chỉ dừng lại ở đó, trong suốt quá trình học tập và làm việc, vị giáo sư đáng kính của chúng ta đã đạt được những thành tựu mà bất kỳ nhà khoa học nào cũng mong chạm tới. Năm 2004, ông được trao tặng giải nghiên cứu Clay của Viện Toán học Clay cùng với giáo sư Gerard Lomond vì đã chứng minh được bổ đề cơ bản cho các nhóm UNITA. Năm 2007 là một năm vô cùng đáng nhớ của ông khi ông liên tục được vinh danh tại hai giải thưởng danh giá Obey-Wolfach và Somme-Germain. Cùng năm, ông đồng thời làm việc tại trường Đại học Paris 11, OCE Pháp, Viện Nghiên cứu cao cấp Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ, cũng như tại Viện Toán học Hà Nội. Một năm sau, ông công bố chứng minh bổ đề cơ bản cho các đại số Lie, hay còn gọi là bổ đề cơ bản Langlands. Cuối năm 2009, công trình bổ đề cơ bản cho các đại số Lie của ông đã được tạp chí Time bình chọn là một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu nhất của năm 2009.
Với các công trình khoa học của mình, giáo sư Ngô Bảo Châu được mời đọc báo cáo trong phiên họp toàn thể của Hội nghị Toán học Thế giới tổ chức ở Ấn Độ vào ngày 19 tháng 8 năm 2010. Tại lễ khai mạc, giáo sư Ngô Bảo Châu đã được vinh dự trao tặng huy chương Fields danh giá, tôn vinh sự nỗ lực không ngừng và những đóng góp to lớn cho sự phát triển của khoa học thế giới. Những công hiến thầm lặng cho đất mẹ. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2010, ông đã trở thành giáo sư tại khoa toán, Viện Đại học Chicago. Ngày 9 tháng 3 năm 2011, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về toán và quyết định bổ nhiệm giáo sư Ngô Bảo Châu làm giám đốc khoa học tại viện. Không dừng lại ở đó, vào tháng 4 năm 2011, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy quyết định trao tặng ông huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của nhà nước Pháp vào ngày 27 tháng 1 năm 2012 tại Điện Élysée. Năm 2012, ông được bầu làm ủy viên danh dự của Hội Toán học Hoa Kỳ. Cùng với nhà giáo Phạm Toàn và giáo sư toán học Vũ Hà Văn, giáo sư Ngô Bảo Châu đã mở một trang mạng giáo dục với cái tên Học Thế Nào. Trang mạng chính thức hoạt động vào ngày 1 tháng 5 năm 2013 với khát vọng đóng góp vào việc tìm ra phương hướng giải quyết các vấn đề của nền giáo dục Việt Nam. Tháng 10 năm 2013, ông trở thành chủ tịch danh dự của câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 12 tháng 12 năm 2018, ông được trao tặng giải thưởng Toán học Maurice Audin tại Viện Nghiên cứu Henri Poincaré, Paris, Pháp. Và mới đây nhất vào năm 2020, ông đã giữ ghế giáo sư trong lĩnh vực nghiên cứu về các dạng từ đẳng cấu Formes Autoformes tại trường cao đẳng Pháp Quốc Collège de France. Ngày 2 tháng 7 năm 2021, ông được bầu làm thành viên danh dự Honorary Member của Hội Toán học London. Nhận định cùng Sub33.com. Từ câu chuyện của giáo sư Ngô Bảo Châu, Sub33.com cho rằng để có thành công tầm thế giới như giáo sư, cần hội tụ đủ 6 yếu tố quan trọng sau. Nền tảng gia đình. Gia đình là nền tảng thực sự quan trọng, quyết định đến thành công của bất kỳ cá nhân nào. Tư chất cá nhân. Để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào thì tư chất cá nhân đóng vai trò then chốt. Nhờ tư chất cá nhân và niềm say mê công việc, thành tựu rồi sẽ đến. Thầy cô và bè bạn. Thầy tốt, bạn giỏi chính là môi trường nuôi dưỡng, rèn luyện, trang bị những nền tảng cần thiết để đạt được những thành công trong tương lai. Đất nước. Đất mẹ nghèo khó, nhìn ở góc độ khác sẽ giúp nhiều cá nhân có thêm động lực, ý chí để vươn lên, vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống, trong kinh doanh và nghiên cứu khoa học. Cơ hội học tập ở môi trường tốt nhất. Càng lên bậc cao hơn, vai trò của những người thầy càng rõ nét. Vì vậy, học đại học ở đâu, học với giáo sư nào, những lựa chọn khác nhau sẽ đưa đến những kết quả khác nhau. Cộng đồng khoa học. Muốn thành công cần có những đồng nghiệp cùng tầm. Vì vậy, môi trường làm việc, môi trường nghiên cứu khoa học quyết định rất nhiều đến thành tựu sau này của chúng ta. Qua video này, Sub33.com muốn gửi đến giáo sư Ngô Bảo Châu lời tri ân, tình cảm chân thành nhất về những đóng góp to lớn cho nước nhà, cho sự tiến bộ của nhân loại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh cùng Sub33.com. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!